nhịp gót rơi đằng xa. Theo xa lành bóng cô nàng Best từ sáng cả làn da. Phải ôm sàn loa và ngưng đàn ca để nguyên dàn trai tràn ra. Nhìn theo bờ vai dần xa. Yeah, đôi nhau tìm bờ vai nàng ta mà không một ai lật ra. Bao cô em đi lên cân kê nó không thể so bì. Dù nàng chẳng phản hồn nên tính nãy anh vẫn cho đi. Tay nàng vẫn ngang bên cây guitar cho đêm mất vô vị. Anh đưa ra tin lên khi tâm tư lại chẳng thể số đi. You are my bad story. Bơi vào mà tranh đấu đi. I think it's not your turn, sorry. Bạn cho em được xin lưu mà từng lời thay vì gió đưa em ngang đời. Lướt qua như mây trời khiến bao anh ngây người. Nói sao khi say rồi để những thanh âm thay lời. Chót mê đôi môi hay cười là bởi vì nụ cười đó nó như hoa cười. Vì một làn tóc nó như mây trời. Sáng ấy qua đây từng ngày mây trôi lạc loài bao anh yeah. Bao anh đã say vì nụ cười đó ngỡ như hoa rồi yeah. Vì một làn tóc ngỡ như mây trời yeah. Thì sáng ấy qua đây từng ngày mây trôi lạc loài bao anh đã say yeah. Sắc đẹp cỡ này đi quán quên ngay vòng casting big girl big deal. Fashion linh hoạt mỗi lần ghé ngang nói chung là lúc kill. Ngoan hiền nết nào mà nghe đồn gu nàng xăm mình và lắp real. Chưa từng trêu đùa một cô nào mà với em anh toàn ngoái theo. Phải cái lớp chứ không lời cho anh ba giây khơi hồng để tôi anh cũng tới. Em đi đây cho anh dạo ai đưa em đi nhầm đi đâu chạy. Sẽ giữ sắp đan tay câu khai đi anh đi qua khi tối rồi. Không phải dối trá em là ưu tiên. Sao phải cãi ba luôn là you win. Mời lời bói bán khoan anh tăng tới vừa được gần xinh. Thôi mình không nên không tự nhân duyên. Gió đưa em ngang đời. Lướt qua như mây trời khiến bao anh ngây người yeah. Nói sao khi say rồi để những thanh âm thay lời. Chót mê đôi môi yeah. Hay cười là vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười hey. Vì một làn tóc ngỡ như mây trời. Ngỡ như mây trời hey. Hình dáng ấy qua đây từng ngày trôi lạc loài bao anh đã say yeah, yeah, người đó yeah, như hoa cười không hề rời vẫn giữ lấy mắt tôi đôi khi vẫn thương em như chào mời cứ thế mà là những tương ánh sáng nơi đời và xin không hề rời vẫn giữ lấy mắt tôi nụ cười của riêng em như chào mời cứ thế mà là những tương ánh sáng nơi đời mang hai ca sĩ Thái Bình và Anh Tú cùng với DJ Wu Kong. Yeah. Pepsi vị chanh không cola mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Chúc mừng em với ba chọn thật sự rất là xứng đáng và hãy xem bình chọn của khán giả dành cho bạn. Tám mươi tám phần trăm rất là cao. Ok, xin mời anh Thái. You remind me a little bit of Sơn Tùng. Sơn Tùng hả? Your presence is really mạnh, so I think you have a strong presence. I seen the audience, everybody was screaming and dancing. Your energy is live. I think we mesh good together. You know what I'm saying? So I feel like it'll be good. Thank you, anh. Thank you, sir. Andre. Em có một năng lượng biểu diễn rất là tốt. Và cách sử dụng vần của em trong mấy cái bar đầu, em sử dụng liền một vần rất là trơn tru. Anh rất là thích điều đó. Và cái cách em viết nội dung về tán một cô gái hả? Là không ạ. Em viết về tán tỉnh một cô gái ạ. Đúng rồi, tán tỉnh một cô à, gái. Không, tán tỉnh một cô gái. Nghĩa là đâu ra tám cô gái. Không, em nghe nhầm thành tám cô gái. À, tán tỉnh một cô gái. Anh rất là thích cái kiểu tán tỉnh của em. Không ai lại nghĩ ra một cái câu hỏi về tám cô gái. Em trai này thật sự là hơi bối rối rồi. Nhưng mà bình thường em có đi tán gái không? Dạ, em cũng thi thoảng ạ. À, ok. Gái là... tán lại đúng không? Dạ vâng. Big Daddy. Em mặt sáng, diễn hay, bài hát thì không có gì phải chê cả. Mặc dù là em mặc cái áo da cam đấy. Đây, cam đây. Nhưng mà anh nghĩ là áo xanh sẽ đẹp hơn. Và rất là mong em về đội anh. Em cảm ơn anh.
À, chúng tôi đã thấy được một sự tụm năm tụm bảy rồi. Không biết có cái chuyện gì mà ban giám khảo có vẻ hồi y quá lâu. À, dạ, cái ca này cũng hơi khó tại vì có lục đục nội bộ chút xíu. Ok, có thể nghe ý kiến của từng người được không? Cái ấn tượng đầu tiên khi em bước ra với cái bộ đồ này thật sự là Xuân không thể đoán được là em sẽ chơi nhạc màu gì. Nhưng mà em đã chứng minh được cái âm nhạc của em nó đã vượt qua tất cả về cái phần nhìn. Mặc dù em rất là đẹp trai, phải công nhận cái điều đó. Cảm ơn chị ạ. Và cái năng lượng của em nó đã đụng tới tất cả mọi người ngồi ở đây. Bây giờ mình có 3 chọn rồi. Tuy nhiên em xin phép được loại ra một người trong 3 người này, đó là Andre. Vì sao? Không, vì hóa đâu. Vì ban đầu thì Xu nghĩ là mình phải công bằng với Andre. Yes, yes, nhưng mà vấn đề nằm ở cái chỗ đây. Andre đang có một người chơi Mary cực tốt, đó là Ryder. Và em muốn có một người nào đối trọng là Andre. Ok. That's why em xin phép loại Andre ra trước. Đây là một trong những giám khảo có tâm nhất chương trình. Thì em có nghiêng về phía anh Thái. Thế thì nhá. Tuy nhiên. À mà thôi không nói nữa. Người ta chưa nói hết câu. Để người ta nói câu nào. Nghiêng lên, nghiêng xuống. Để người ta nói hết câu. Ok. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Thì em có nghiêng về anh Thái. Nhưng mà sau khi ban giám khảo hội họp coi lại cái danh sách nãy giờ các thí sinh đã về với từng huấn luyện viên, thì tụi em đã đưa ra một quyết định khác. Trời, khó ghê á. Nãy giờ chắc khó đoán ghê. Loại Andre, loại anh Thái. Tôi tức dễ sợ luôn á. Bây giờ em chả tin nữa đâu. Ba người này cứ hay kiểu quay xe. Mấy người này nói chứ không ai biết gì đó. Em đã nói gì đâu. Thôi rồi, giờ đưa người quyết định này. Đây. Thực ra cái em có, nó là một năng lượng ca sĩ giải trí thần tượng. Anh thì hơi bất đồng với anh Carrick vì cái định hướng của anh là muốn em về với anh Thái. Để mà nói cho công bằng thì mình đang suy nghĩ về cái sự phát triển của bạn trong những vòng sau nữa. Tuy nhiên, với cái vai của anh Thái, anh đã không biết là anh Thái đã kịp thích nghi với những gì mà những bạn trẻ mainstream đem lại, những cái nguồn năng lượng này hay chưa. Rồi. Đâu, đang đợi mọi người quay xe đấy. Quyết định của bọn anh sẽ muốn hướng em về một người vừa hợp với vai của em, vừa hợp với lứa của em, vừa có thể tải được cái năng lượng thần tượng âm nhạc của em. Và đó chính là Big Daddy. Chúc mừng em về với đội của Big Daddy. 20 giờ xem gì trên V Channel. Thứ hai, 3, 4 đón xem Hoa Phương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người Ấy Là Ai mùa 5. Thứ bảy, chạy cùng Rap Việt mùa 3. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ, xem sớm nhất trên ứng dụng Beyond.